Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các cấp đẩy mạnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các khu cụm công nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cụ thể đối với từng dự án như sau. Các dự án khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi điều chỉnh thay đổi các nội dung không phù hợp, phải tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Chính phủ xem xét cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện. Đối với khu công nghiệp Tân Dân và khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, yêu cầu các đơn vị thực hiện tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh việc tiếp nhận hai khu công nghiệp trên về tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Các khu công nghiệp Thổ Hoàng, khu công nghiệp số 6, khu công nghiệp số 1 và khu công nghiệp Tân Á Đại Thành cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư theo quy định, xác định chính xác cụ thể ranh giới các khu công nghiệp sao cho phù hợp với quy hoạch chung. Các dự án khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh gồm khu công nghiệp Thăng Long giai đoạn 3, khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 3, số 5 và khu công nghiệp Yên Mỹ, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Đối với khu công nghiệp số 3, phấn đấu khởi công trong thời gian sớm nhất. Đối với khu công nghiệp dệt may Phố Nối, cần sớm tập trung hoàn thiện, sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung số 2, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Với khu công nghiệp Minh Đức và khu công nghiệp Minh Quang, thị xã Mỹ Hào cần khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất còn lại của dự án xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Các khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng và khu công nghiệp Kim Động hiện nay tiến độ thực hiện đang rất chậm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của khu công nghiệp Yên Mỹ 2, giao Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng, kiên quyết hoàn thành toàn bộ diện tích còn lại trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Tại dự án khu công nghiệp Kim Động, chủ đầu tư có dấu hiệu hạn chế về năng lực đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đôn đốc và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. Nếu không đảm bảo, sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thủ tướng thay thế nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án theo quy định. Các dự án khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 3, số 5 cần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp nhằm hình thành các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ hiện đại sinh thái. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ban ngành và các địa phương, nhà đầu tư hạ tầng tăng cường xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn có năng lực. Tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các dự án xây nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gắn với các thiết chế về y tế, văn hóa, giáo dục, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.